người trẻ bây giờ, lạ nhỉ, chẳng mấy ai vui vẻ cả. Chúng ta của sau này, có người xuất hiện trong đời là để dạy ta cách lớn lên, và bỏ lỡ chính là cái giá của sự trưởng thành. Phải cho đến mãi về sau này, tôi mới nhận ra mình thật sự đã buồn nhiều đến vậy. Ai trong đời cũng có những câu chuyện mà họ chỉ kể riêng với mình, những câu chuyện không đầu, không cuối, vì chưa có bắt đầu, nên lúc ngừng lại cũng khó có thể gọi là kết thúc. Đời người, thứ khó chấp nhận nhất chính là việc ta nhận ra rằng, sau tất cả mọi cố gắng của bản thân vì một ai đó, một thứ gì đó, thì đến cuối cùng, tất cả cũng rời bỏ ta. Chúng ta giữa xã hội này, thật ra chả là cái gì cả, đừng đề cao chính mình, hãy cứ tự mình yêu thương chính mình là được rồi, còn với người khác thì tùy cơ ứng biến thôi. Trẻ con, chưa chắc đều ấu trĩ, ngây thơ, người lớn, chưa chắc đều hiểu chuyện, biết điều. Ai cũng kỳ lắm, chắc gì họ đã quý bạn như những lời tốt đẹp xuất phát từ miệng họ. Bạn cũng kỳ lắm, tin bán sống bán chết, đỗ vỡ ra thì chửi như gì, tình cảm mà, đâu ai van xin ai cho đi. Cứ ngỡ đã quên thật rồi, hóa ra là bản thân cố tình giả vờ mà thôi, đột nhiên ký ức hiện về, làm con người ta đau thấu cả tâm can. Có một số việc, không phải là không để tâm, chỉ là để tâm thì làm được gì, đời người không có giá như, chỉ có hậu quả và kết quả. Lạ nhỉ, người trẻ bây giờ chẳng mấy ai vui vẻ cả.